Rồi, alo. Rồi, xin chào các bác. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ẩn ba cái phím điều hướng này và thao tác vuốt như kiểu iPhone X ấy. Trên trên cái máy Android đã rót nhé, rút rồi nhé. Nhưng máy V30 của em này đã rút rồi này. Thì trước tiên là mình sẽ tải sẽ cài đặt ba cái phần mềm này là ba cái phần mềm trên này này, Xbox Intuner và Xbox S và Gravity Book này này. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ chạy cái Intuner này trước này, mở vào này. Đấy, các bạn ấn vào cái Vision Beta 3 này, 9 Beta 3 này, ấn vào này. Đấy, các bác cài đặt ra này, Intune ra này. Đấy, các bác chờ đấy, nó ra nó về. Em này sẽ hướng dẫn rất là tỉ mỉ từng bước một, vì cơ bản là cũng nhiều người hỏi nhưng mà để mà trả lời bằng tin nhắn thì nó rất là lâu, tôi thì làm cái clip cho nhanh. Đấy, đang tải tải xong, chờ tải xong này. Đấy, tải xong nó sẽ tự động nó sẽ cài. Khi mà nó cài, nó sẽ yêu cầu là cấp quyền root cho nó, thì nó sẽ hiện một cái bảng ở đây, thì mình sẽ ấn vào xác nhận đồng ý cho nó, sau đó nó sẽ tự động khởi động lại. Đó, nó sẽ tự động khởi động lại, nó chờ nó khởi động lại. Mà khá lâu đấy. Cái bản ROM này khởi động hơi lâu. Rồi, ok, lên rồi nhé. Đó. Thì các bác vào lại cái phần mềm vừa nãy. Vẫn vào lại cái phần mềm Intuner này nhé. Đó, thì mới nó sẽ có cái tích dấu tích này này. Lúc trước, tại vì cái này em cài một lần rồi nên nó có cái dấu tích màu xanh này rồi. Thì các bác khi mà chưa cài được thì nó sẽ không có cái dấu tích này đâu. Cài xong thì nó mới có cái dấu tích màu xanh này. Đấy, các bác ấn vào đây, ấn vào cái ba dấu gạch này này, ba dấu gạch này, ấn chọn module này, module này. Đấy, thì bình thường nó sẽ không có hai dấu tích này đâu. Đấy, bình thường nó sẽ không hai dấu tích này, thì bây giờ mình tích vào hai cái dấu này đó, tích vào dấu này và lại khởi động lại phát nữa, tích xong khởi động lại cái nữa. Dùng một tay nha, khởi động lại. Rồi, khởi động lại phát nữa này. Khởi động. Rồi, vậy chờ nó khởi động lại phát nữa. Nếu bác đến cái bước này mà không khởi động lại thì cái module đấy nó sẽ không hoạt động đâu, nó sẽ báo lỗi đấy. Sau khi tích xong các bác phải khởi động lại, nó chờ thì nó lại khởi động lại. Rồi, ok, lên rồi. Tiếp tục này. Rồi, tiếp tục vào. Rồi, tiếp tục mình sẽ vào cái phần cái ứng dụng là Export Edge này. Nó vào. Đấy, thì các bác sẽ ấn vào cái phần cử chỉ này, các cử chỉ này. Lúc lúc đầu nó sẽ không không không
không có dấu tích nữa đâu, ấn rồi dấu tích này đấy thì nó sẽ có các địa chỉ đây, nó có rất là nhiều nhiều chỗ này. Đó, các bác thấy không? Đấy, nó xung quanh luôn này, đấy, xung quanh luôn. Thì các bác thích điều khiển ở chỗ nào thì các bác chơi chỗ đấy. Ví dụ như em thích điều khiển ở sau các bác thích nhé, em vào đây vào giữa thì em, nếu các bác thích mà ở dưới đáy chẳng hạn, ở dưới đáy này chẳng hạn, thì các bác chọn dưới đáy đây, dưới đáy ở chính giữa này, dưới đáy chính giữa là chỗ này, còn dưới đáy ở cạnh bên trái này là chỗ này, dưới đáy ở cạnh bên phải là chỗ này. Đây ví dụ em sẽ ấn chính giữa ở cạnh dưới đáy chính giữa này nha, sẽ tích vào đây đó, đấy nó sẽ hoạt động ở cái vùng màu vàng vừa rồi này, đây hoạt động ở vùng màu vàng này đấy, và ấn ấn vào trong đó thì trong này sẽ có các tùy chọn cho mình, ví dụ như là chạm này, ví dụ như chạm này, ví dụ như chạm đôi này, ấn giữa lâu này, ấn giữa lâu thì thường thường là em sẽ để cái tắt nguồn đây, em sẽ để lại cái trình đơn nguồn này đó, còn còn cái vuốt, các vuốt này, thì vuốt chân trái này, vuốt chân phải này, vuốt lên trên này, ví dụ vuốt chân vuốt lên trên chẳng hạn, vuốt lên trên em sẽ để là quay lại này. Vuốt sang trái này, vuốt sang trái thì sẽ là nút home đi, rồi vuốt sang phải thì sẽ là nút đa nhiệm này, các ứng dụng gần đây này đấy. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ có thể vuốt được luôn này, vì vuốt lên trên này, ví dụ vuốt lên trên là sẽ quay lại này, vuốt lên trên này đấy, vuốt sang trái nó sẽ là về home này, đó và lại này. Đấy. Đang ở chỗ chính giữa này nhé. Rồi vuốt sang phải nó sẽ là đa nhiệm này. Đó thấy không? Đấy, thì các bác có thể tùy chỉnh ở cái đáy cũng được, mà ở cái em tắt cái đáy đi nhé. Mình sẽ có thể chỉnh ở em thường thường dùng ở cái chính giữa cạnh bên trái này này, chỗ chính giữa cạnh bên trái này là cái chỗ này này đấy. Vì cái ngón cái của em nó hay hoạt động ở chỗ đấy, đấy là để chỗ đấy là thấy hợp lý nhất. Đấy thì mình cũng cũng có tùy chọn này, chạm này, chạm đôi này, vuốt sang trái thì không, vuốt sang đây thì không tác dụng, vuốt sang phải này em chọn vuốt sang phải nó quay lại này, vuốt sang phải nó quay lại này, vuốt lên trên này, vuốt lên trên là các ứng dụng gần đây này, vuốt xuống dưới là về home này. Đó. Thì đây em sẽ vuốt sang trái sẽ quay lại này, đó vuốt lên trên sẽ là vào là đa nhiệm này, đó vuốt xuống dưới sẽ là về home này, đó đó thì cái thực ra thì cái này nó cũng rất là dễ thôi, nhưng mà nó cũng không nhiều bước nên là hướng dẫn bằng tin nhắn nó lâu. Đấy. Các bác có thể rất là chọn rất là nhiều thứ này, rất là nhiều thứ luôn và rất là nhiều chức năng, thì tùy các bác có thể là đây ví dụ như vuốt phải rất nhiều chức năng này, không này, quay lại cái thứ này, bỏ qua này, rất là nhiều chức năng này. Thì cái này thì các bác nào thích thì từ từ mò thôi, em thì không cần nhiều quá như thế này, quá nhiều luôn, rất là nhiều luôn, không thể đếm hết được. Hãy quay lại đó, và tiếp theo thì các bác sẽ là ẩn ẩn cái thanh điều hướng đi, ẩn thanh điều hướng đi. Thì đây ví dụ máy em nó còn thanh điều hướng này nhá, thì em cũng vào cái phần mềm thứ ba là phần mềm Gravity Box này, để mục đích để mình ẩn ẩn cái ba phím điều hướng này đi. Ẩn bằng cái Gravity Box này nó sẽ có lợi thế hơn là nó là ẩn cái ba phím hơn, nó ẩn ba cái phím hướng này nhưng mà nó không kéo giãn cái màn hình ra, nó không như cái mình dùng lệnh ADB ấy, thì nó sẽ kéo giãn màn hình ra, dẫn đến là khi mà nhiều nhiều cái phần mềm nhiều nhiều khi mình dùng nó sẽ bị che mất đi hoặc gì đấy, nó sẽ bị lỗi, nó không hay mấy. Thì dùng cái này thì nó mục đích nó chỉ là làm nhỏ cái thanh điều hướng lại đến mức có thể thôi, đến mức gần như hết luôn. Thì khi mà các bác mở mở cái phần mềm này lên ấy, thì các bác vào cái phần tinh chỉnh thanh điều hướng này. Đấy. Bắt đầu thì nó chưa có cái này đâu, bắt đầu nó sẽ như thế này. Đấy, thì các bác sẽ phải bật nó lên. Bật nó lên và các bác bật nó lên và khởi động nó lại. Đấy, mình lại phải khởi động lại bật nữa. Đó, mình lại khởi động lại vẫn nữa, bật lên và khởi động lại nha. Rồi các bạn lại chờ đấy đi. Ây da.
Đây, cái máy nào mà unlock rồi thì nó sẽ có biểu tượng này. Quay bằng cái con 925 này nhiễu quá. Rồi nó còn mở nên tối không. Rồi, lên rồi. Các bác vào lại cái phần mềm, vào lại cái phần mềm GraphicBox này nhé. Rồi. Ấn vào cái chỗ tùy chỉnh thanh điều hướng này. Rồi, ở dưới này này. Đây, các bác sẽ kéo cái phần kéo hai cái thanh hai cái chân cùng này về không hết nhé. Cái chiều cao thanh điều hướng và chiều cao khi mà nó nằm ngang và nằm dọc ấy. Đấy, chiều cao thanh điều hướng này. Đấy, thì mình kéo hết hai cái này về không hết, nó đang 100% thì mình sẽ kéo về không. Đấy, kéo về không này. Đó, kéo về không hết này, cái này kéo về không này. Rồi, cái thứ ba này không cần nhé. Đấy, kéo vào hình không. Đấy, khi mà mình kéo thành không thì nó sẽ ẩn ba biến đường đi ngay. Đấy, nó không lên nữa này. Khi mà nếu mà các bác cho lên nhé. Đấy, nó sẽ lên này. Đấy, kéo ấn các bác ẩn lên này, nó sẽ không lên đâu. Đó. Ok, thế là được. Thế là các xong rồi đấy. Thế là còn cái thao tác vuốt thì em đang để ở chỗ cạnh bên này. Thì mình vuốt này, vuốt lại này, vuốt lên này, vuốt xuống này. Đó, rất là dễ dàng. Giờ thì các bác thấy không? Nó đã mất ba cái phím điều hướng này rồi. Và dùng cách này thì nó rất là an toàn, nó không có gây ảnh hưởng gì đến các hoạt động chức năng hoạt động của máy, ví dụ như chỉ là bị lỗi sạc nhanh hoặc là mình lỗi khởi động nguồn hoặc gì đấy, nó không bị cái gì đâu. Em dùng rất là lâu rồi, dùng mấy ngày này nó không vấn đề gì cả luôn. Đây, vuốt các thao tác vuốt thế là gì? Sướng. Nói chung là có thể là đem đi khè mấy thằng iPhone X cũng được, sợ chó thì chúng nó chúng nó hơi ghê qua tí đó, rất là dễ này. Đó, ok. Rồi, giờ thấy là dài rồi. Rồi, ok. Chào các bác.